Rồi, chào cô chú và anh chị. Hôm nay Tâm lại giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà khác biệt so với những căn nhà trước đây Tâm đã xây dựng cho cô chú anh chị. Và ở đây thì muốn cho một mình có một cái phong cách mới, một cái phong cách hiện đại, một cái phong cách mà đưa đến cho cô chú anh chị một cái sự hiện đại quá luôn nha cô chú anh chị, chứ không phải hại điện nha. Thì căn nhà này với diện tích là ngang 5m1, dài 18m, hướng đông nam, thuộc về Đông Tứ Trạch, dành đến cho gia đình mình. Thì căn nhà nằm ở vị trí là trục đường Đoàn Nguyễn Tấn, Hương Lộ 11 từ chợ Hương Long. Gia đình mình di chuyển vào bên trong nhà chỉ có 1 cây số thôi, và xung quanh tiện ích có đầy đủ đó. Và ở đây thì dân cư đông đúc luôn nha cô chú anh chị, dân cư đông đúc luôn, và nhà đẹp đẹp không cô chú anh chị ơi. Và ở đây á, thì có được nguyên một cái chiếc xe pin pin luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình có được một cái căn nhà mà kế bên có nguyên một cái chiếc xe pin pin thì các bé nhỏ của mình rất là thích luôn ha. Và ở đây á, thì cô chú anh chị có được một cái căn nhà theo thiết kế rất là hiện đại với nhiều tông màu, và một cái thiết kế rất là phá cách của ông anh cùng Tâm xây dựng đầu tư chung. Và ở đây á, thì có được một cái nơi để cô chú anh chị mình có thể là trồng cây rất là đẹp luôn. Và ở khu vực đây thì đang chuẩn bị vô số nhà hết cho gia đình mình rồi. Và khu vực á, thì rất là cao ráo, thoáng mát, không bị ngập nước, không bị kẹt xe. Và đường trước nhà đây là đường 4m, ô tô chạy thẳng vào bên trong nhà luôn. Nếu gia đình mình có chiếc ô tô thì mình sẽ chạy thẳng vào bên trong nhà, do là không đụng chạm đến ai. Rồi, bán nhà tặng luôn chiếc xe, siêu xe hả, siêu xe nhỏ nhỏ dễ thương, cực kỳ là dễ thương luôn. Đó, thì cô chú anh chị mình có một cái căn nhà rất là đẹp và hiện đại, cực kỳ là hiện đại luôn, với đầy đủ công năng như là đường trước nhà là đường 4m bê tông hóa rồi, sân trước đó rồi, phòng khách, phòng bếp, sân sau, giếng trời, có một cái khoảng sân đằng sau rất là thoáng mát luôn đó. Và có 2 phòng ngủ giật cấp rất là đẹp luôn, và một cái sân thượng to đùng để cô chú anh chị mình có thể nhậu nhẹt, tổ chức tiệc BBQ ngoài trời luôn nha cô chú anh chị ha. Và hướng đông nam thì một cái hướng cung tài lộc rất là tốt và rất là mát luôn cho gia đình mình. Hàng xóm láng giềng rất là thân thiện, và được cái thì có camera đầy đủ hết, mình không sợ bị mất trộm nè, mình cũng không sợ bị mất gì hết, mình chỉ sợ mất trái tim thôi cô chú anh chị ơi. Về nhiều khi mình làm hàng xóm rồi mình làm xui da với nhau sao biết được cô chú anh chị đó. Rồi ở đây thì có giật cấp lên là 2 cấp để cho gia đình mình vào bên trong nhà. Thì ở bên ngoài đây thì ốp gạch chống trơn trượt rất là đẹp luôn, và gạch đây là gạch rất là sang cho gia đình mình, gạch loại nhất luôn nha cô chú chị, khi mà mưa gió gì không sợ bị đóng rong đóng rêu. Rồi tiếp đến là ở đây cô chú anh chị ha, có được một cái lớp cửa 4 cánh rất là dày, sắt hợp hết luôn cho gia đình mình, thật là kiên cố và chắc chắn. Rồi đây là không gian của phòng, không gian của phần sân trước. Thì sân trước đây cô chú anh chị mình có thể để, do diện tích của mình là ngang là 5m1, mình có thể để chục chiếc xe máy luôn nha cô chú anh chị, chục chiếc xe máy luôn, quá là ok cho gia đình mình luôn ha. Và ở đây thì có hàng song sắt, nhìn ra nguyên một cái hàng dừa, đằng sau là có nguyên khu vườn luôn đó, khu vườn sinh thái luôn của người ta chứ không phải là của mình nha cô chú anh chị ha. Vườn sinh thái có cây chanh, cây tắc, cây dừa, rồi cây xoài. Nói chung á, khi mà cô chú anh chị mình về đây, mình làm thân thiện với hàng xóm láng giềng, mình có thể qua vườn thì mình giống như là mình có một cái khu vườn sinh thái, vào bên trong nghỉ ngơi ăn nhậu trỏng thì quá là mít mơ luôn. Và tổng giá của căn nhà này là 2 tỷ rưỡi nha cô chú anh chị, và ngân hàng cho vay là 1 tỷ thì cô chú anh chị mình có hơn 1 tỷ rưỡi thôi đã sở hữu, chỉ có dưới 1 tỷ rưỡi thôi đã sở hữu được căn nhà quá đẹp luôn. Và một cái thiết kế rất là hiện đại ha cô chú anh chị ha. Bên trên trần thì có đèn nè, rất là đẹp luôn. Và đây là đổ đúc thiệt hết cho gia đình mình, với một cái thiết kế phá cách rất là hiện đại luôn ha. Đó. Rồi ở đây thì cô chú anh chị mình có được là một cái không gian của đá hoa cương cực kỳ là đẹp luôn cho gia đình mình. Và diện tích ngang 5m1, dài 18m thì cô chú anh chị mình thấy đầy đủ công năng, và căn nhà của mình rất là rộng. So với các căn nhà ở trung tâm thành phố thì cô chú anh chị thấy rất là ngợp ngạt, nhiều khi chỉ có 3m rưỡi dài 10m hoặc 3m rưỡi dài 7m thôi, nhưng ra đây có một căn nhà 5m1 dài 18m thì rất là thích luôn. Và một cái thiết kế cực kỳ là hiện đại ha, ép cọc bê tông hết cho gia đình mình rồi. Rồi đây là lớp cửa nhôm sinh pha kiến cường lực dày, cực dày luôn, 12 ly cho gia đình mình, để cô chú anh chị mình giảm được cái tiếng ồn, khói bụi, côn trùng, rất là ok. Và đây là không gian của phòng khách đây cô chú anh chị ha. Và bên Tâm đây thì thiết kế theo kiểu hiện đại hóa cho gia đình mình, có được một căn nhà nhìn rất là
hiện đại luôn, rất là hay luôn cô chú anh chị ha. Rồi ở bên trên thì trần đây đầy đủ hết, là trần thạch cao và trần đây cao đến 4m6, có hệ thống đèn led, đèn lon rất là đẹp cho gia đình mình. Và ở nguyên một cái không gian này, không gian mở cho gia đình mình rất là đẹp luôn. Rồi ở bên dưới là có được là một cái bên tâm ốp gạch chống rất là sang luôn, gạch đá bóng kiến là 60 nhân với 60 đó. Rồi xung quanh thì lấn len cực kỳ là đẹp luôn cho gia đình mình. Rồi đây có được là một cái không gian dưới cầu thang, thì nếu cô chú anh chị nào mà mình có người cao tuổi, mình có người lớn tuổi, mình không được lên cầu thang do hạn chế, thì mình có thể là để ở đây, khu vực đây thì rất là tuyệt vời cho gia đình mình. Có một cái giường nhỏ nhỏ nè, để nghỉ ngơi ở đây thì khá là hợp lý ha. Rồi ở đây thì cô chú anh chị mình có được là một cái khoảng sân rất là nhỏ nhỏ xinh xinh. Ở đây thì trong nhà mình không có được là ánh nắng mặt trời, thì bên tâm hiện tại là mình làm hoa giả, cây giả, thì về cô chú anh chị mình có thể là trồng những cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh cũng được, hoặc là mình cứ để như vậy rất là đẹp luôn, cứ mỗi một năm đem ra giữa rất là sang. Rồi đây là không gian của phòng bếp, cô chú anh chị thấy không? Không gian phòng bếp thì cực kỳ là lạ luôn đó, lối thiết kế rất là hiện đại cho gia đình mình. Và ở đây thì có hệ thống tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt bếp bằng đá hoa cương dày 20, bồn inox 304 cực kỳ là đẹp luôn cho gia đình mình. Và ở đây thì bên tâm đã ốp là đá kiến cường lực chống phun màu, chống văng vỡ mở dầu đó, nên cô chú anh chị khi mà chiên xào nấu nướng là mình có rất là tiện để mình lau chùi cho cô chú anh chị ha. Rồi đây là phần sân sau giếng chờ cho gia đình mình, và phần sân sau đây cực kỳ là thoáng và mát luôn nha cô chú anh chị. Đó, một cái khu vực đây cô chú anh chị mình mở đèn lên thì rất là sáng luôn, và có một cái cửa sổ đi đến cái phần sân vườn nhà người ta, nên là cô chú anh chị rất là thích ha. Đó, rồi đây là nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn cô chú anh chị, bồn cầu liền khói, bồn lavabo vòi sen đó cô chú anh chị ha, có kính luôn, và bồn lavabo thì cực rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn cho gia đình mình đó. Rồi được ốp gạch hết cho gia đình mình. Và ở đây thì có khu vực để mình để máy giặt, ống nước vô nước ra và phơ đồ ở khu vực này luôn, rất là tiện luôn. Và sau lưng nhà mình thì có ba cây sòi, thì cô chú anh chị mình khi mà có cháy thì mình có thể là đem sòi vào chấm mắm ruốc. Rồi ok, thì ở khu vực đây thì bên tâm đổ đúc hết nha, bê tông hết, cô chú anh chị thấy rất là sang luôn, và tường đào riêng, cột riêng cho gia đình mình. Mời cả gia đình mình cùng lên cầu thang để lên trên tầng lửng và lầu 1. Thì cô chú anh chị thấy là ở khu vực cầu thang đây thì bên tâm làm theo một cái phong cách rất là lạ, rất là hiện đại luôn đó cho gia đình mình, cực kỳ là sang đó. Rồi thì mời cả gia đình mình cùng vào bên trong không gian của phòng ngủ thứ nhất dành đến cho gia đình mình ha, cực kỳ là sang, cực kỳ là đẹp luôn đó. Ở đây thì trần cao đây là 5m nha cô chú anh chị, cực kỳ là cao luôn đó, rất là cao và rộng luôn, và cực kỳ là thoáng luôn nha cô chú anh chị nha. Dây chờ máy lạnh sẵn rồi, cửa đây là cửa lùa cho gia đình mình, rất là thoáng luôn đó, cửa lùa. Rồi đây thì phần sân sau, sân sau đây cô chú anh chị mình có thể là phơ đồ, giặt đồ ở đây đó, rồi để cục nóng ở đây, rất là tiện lợi cho gia đình mình. Và khu vực đây là viên một khối sân vườn nhà người ta đó, cô chú anh chị thấy rất là thoáng luôn, và không có nhà ở sau lưng mình, nên là gió lùa vào rất là mát luôn. Và hướng nhà mình là hướng đông nam nữa, và tâm cam kết với cô chú anh chị là căn nhà này làm là không bị nứt xé gì hết, do là bên tâm ép cọc bê tông đầy đủ hết luôn cho gia đình mình. Rồi đây là không gian của nhà vệ sinh đó, bồn cầu liền khói nè cô chú anh chị ha, đầy đủ hết, vòi xịt, vòi sen, và có sẵn luôn cho gia đình mình là máy nước nóng lạnh luôn đó. Rồi bồn lavabo cực kỳ là đẹp và sang luôn cho gia đình mình. Rồi cô chú anh chị ha đó. Và mời cả gia đình mình cùng lên trên đây là vật cấp nha cô chú anh chị ha. Lên trên đây là rất là rộng rãi, thoáng mát luôn cho gia đình mình. Một cái căn phòng cực kỳ là to đó, và không cần phải mở đèn cô chú anh chị ha, sáng ơi là sáng luôn, sáng tinh luôn cô chú anh chị. Có dây chờ máy lạnh nè. Rồi ở khu vực đây thì có được một cái kho để cho gia đình mình có thể để đồ, rất là tiện luôn. Và căn nhà này với mức giá chỉ có là 2,5 tỷ, với một cái thiết kế rất là hiện đại. Và ở khu vực đây thì rất là sang, và cách với lại trung tâm thành phố, cô chú anh chị ơi, chỉ có là
25 phút. Trung tâm thành phố cách là như là quận nhất, quận 5, quận 3, Bình Tân, Tân Lửa thì rất là tiện và rất là gần luôn. Hoặc là cô chú anh chị mình từ Nguyễn Văn Linh lên trên nhà rất là ok. Và bên Tâm thì có đội ngũ thiết kế, đội ngũ xây dựng và đội ngũ thi công để cho cô chú anh chị những căn nhà rất là đẹp với mẫu mã thiết kế đa dạng và tất cả những mẫu giá từ vài trăm triệu, 1 tỷ mấy, 2 tỷ mấy, 3 tỷ mấy, 4 tỷ mấy, 5 tỷ mấy dành đến cho cô chú anh chị. Mỗi một căn nhà là một cái hồn khác nhau nha cô chú anh chị. Bên Tâm xây dựng là đưa đến cái tâm cho căn nhà của mình, đưa đến cho cô chú anh chị một căn nhà để làm tài sản, không những cho tương lai cho cô chú anh chị mà cho con cái, cho cháu chắt của mình nữa. Để có được một căn nhà ở vững bền thì bên Tâm phải làm như thế nào cho cô chú anh chị mình yên tâm ha. Rồi thì ở đây là phần sân thượng trước của nhà mình. Đó, sân thượng trước của nhà mình đó, ở đây cô chú anh chị mình tổ chức tiệc BBQ ngoài trời quá là thích luôn. Đó, nhìn bên trên thì có 4 hệ thống đèn luôn nha cô chú anh chị ha. Đó, và kiến cường lực nè, tay vịn nè, bằng inox luôn cô chú anh chị ha. Đó, đầy đủ hết. Và xung quanh nguyên cái vườn ăn cây ăn trái thì cô chú anh chị thấy thích cỡ nào rồi. Đó, và nếu mà mình làm quen và mình làm thân với lại hàng xóm láng giềng nữa thì qua bển mà nhậu nhẹt ăn trái như vườn sinh thái ở bên Tiền Giang. Đó, đi vô là hái trái cây miễn phí, chỉ muốn tốn tiền vé, còn ở đây chỉ tốn hơn 1 lít rượu hoặc 1 thùng bia thôi là vô có trái cây ăn thoải mái luôn cô chú anh chị ha. Đó thì Tâm cũng hay qua để mình lấy dừa cũng trả tiền với cô chú anh chị, cái nào bánh ít đi qua bánh quy lợi, chứ mình cứ biết mình không thì nó cuộc sống nó không bao giờ bền vững luôn cô chú anh chị ha. Thì Tâm cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video. Thì nãy giờ Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường Đoàn Nguyễn Tấn, Hương Lộ 11, từ chợ Hưng Long cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong nhà chỉ có mất khoảng là 1 cây số thôi, và xung quanh có rất là nhiều nhà cửa, rồi được cái là đường xá thông thoáng, cơ sở hạ tầng cống thoát nước đầy đủ luôn, và đường trước nhà của mình là đường 4m, xe hơi vào tới tận nhà của mình luôn. Căn nhà với diện tích là ngang 5m1, dài tới 18m, kết cấu là một trệt một lửng một lầu, rất là đẹp cho gia đình mình luôn. Thì căn nhà này với một cái lối thiết kế rất là hiện đại, rất là đầy đủ công năng, với một cái sân trước là 4m, sân sau giếng trời, phòng khách, phòng bếp, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và có một cái sân thượng trước sau rất là rộng cho gia đình mình tổ chức tiệc BBQ, tổ chức tiệc ngoài trời rất là đẹp luôn. Và mua nhà tặng gói Vinpin, mua nhà tặng siêu xe cho cô chú anh chị luôn ha. Đó, thì nếu cô chú anh chị nào yêu mến Tâm và thích những mẫu nhà bên Tâm thì hãy đăng ký like, share, comment kênh của Tâm nha. Và căn nhà này với mức giá chỉ có 2 tỷ rưỡi còn thương lượng luôn, bớt lọc cho cô chú anh chị để có được một căn nhà rất là đẹp luôn. Và hướng nhà là hướng Đông Nam thuộc về Đông Tứ Trạch. Nếu cô chú anh chị mình chưa đủ điều kiện kinh tế, mình có thể vay ngân hàng. Bên Tâm sẽ hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 9% một năm và đến thời hạn là 25 năm, quá là ok dành đến cho cô chú anh chị luôn. Thì nếu cô chú anh chị mình chưa đủ điều kiện thì hãy giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư hãy giới thiệu cho Tâm. Biết đâu đó cô chú anh chị mình chưa có nhu cầu mua nhà, mình thấy video của Tâm để tham khảo những mẫu nhà bên Tâm và giới thiệu cho bạn bè, người thân, mình cũng có cà phê, cà pháo, rồi mình cũng có được là một cái niềm vui trong cuộc sống là đưa đến cho những cái người bà con bạn bè mình có được một căn nhà. Thằng Minh, thằng Khoa gì đó giới thiệu cho tôi một căn nhà cũng rất là thích nha. Rồi mua của Tâm chính chủ nên là không phải tốn bất kỳ cái phí trung gian gì hết, không tốn tiền hoa hồng, không tốn tiền cò lái gì hết nha cô chú anh chị, nên yên tâm và được bảo hành nữa và được hỗ trợ giấy tờ pháp lý thủ tục từ A tới Z, không tốn một đồng nào hết, thì cô chú anh chị mình yên tâm ha. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.